Vẫn là về liên quan đến cái chủ đề là phong gia. Nào, mấy sư phong gia thì mình đâu xua rồi mà. Nhưng mà y ban xua rồi mà. Mỗi lần mà có kỳ nghỉ ấy, thì các bạn thường làm gì? Dầu rấn suy lý xướng, có người thì đi du lịch. Dầu rấn khuấy lão gia. Có những người thì khuấy lão gia. Ví dụ về quê. Ví dụ của nó, ý chán của trai hứa này, xuế xí. Trước đây tôi học tập ở trên Hà Nội. Nó mấy sư phong gia. Mỗi lần mà nghỉ ấy, một tàu khuấy lão gia, khuấy Hải Phòng. Tôi đều trở về quê, đó là ở Hải Phòng. À, nó của mình có thể khai chưa? Lùi xướng. Mình có thể lái xe để đi du lịch. Nếu mà mấy ô chưa, của mình có thể chua chưa? Nếu mà không có xe để lái thì chúng ta có thể ngồi lên cái xe khách để nó chở mình đi. Thì sử dụng xe với tư cách là hành khách thì chúng ta có thể dùng từ chua, chua chưa? À, hay ở nó, nếu của dầu rấn thấy thấy tức là gì nhỉ? Cân của mình y chỉ chua rồi mà. Thấy ở đây tức là cùng đồng hành với ai làm gì. Ví dụ như là chia chi. Đây ạ, chia chi là chia chi mình sẽ hiểu là kỳ nghỉ. Chia chi ý cơ phong yêu thấy của chi quán. Kỳ nghỉ thì có một người bạn thấy của chi quán cùng với tôi đi chơi hoặc là gì ạ? Mấy thiên hoàn sợ ba bà mama thấy khái sự xế xí. Buổi tối thì bố mẹ cùng con học tập. Thì cái từ thấy ở đây sẽ hiểu là đồng hành, tháp tùng cùng với ai, làm gì, và nó là động từ mọi người nhé. Thấy. À, nếu của cha chi có người thấy của mình ý chỉ chú ý, có người khai chưa tay của mình chú ý, của mình khấn cả xìa tha. Thực ra mọi người tưởng tượng xem nếu mà là vào kỳ nghỉ lễ tự dưng có một người bạn cùng đồng hành đi chơi với mình, thậm chí là còn lái xe ô tô để chở mình đi, thì mình sẽ rất là cảm xia tha, tức là rất là cảm ơn người ta. Dầu bia dầu rấn băng chu của mình cảm xia tha mình. Có người khác băng chu là gì nhỉ? Giúp đỡ mình, hoặc là băng của mình tập mắng giúp đỡ cái việc của mình. Của mình in cai cảm xia tha mình, và chúng ta sẽ nên cảm ơn họ. Như vậy trên đây chúng ta đã học xong cái phần từ mới của bài số 15, và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Của mình chi sử. Các bạn thân mến, ngữ pháp của bài số 15 tập trung chính là nấng duyên tổng xứ, động từ năng nguyện. Năng ở đây là năng lực, khả năng, nguyện là nguyện vọng. Động từ này biểu thị năng lực, khả năng làm một việc gì hoặc mong muốn làm một việc gì. Và chính như vậy, động từ năng nguyện sẽ đi kèm với một động từ. Đây là điểm khác biệt với động từ thường. Động từ thường thì tân ngữ sẽ là một danh từ. Thế thì ở đây tôi xin được phân biệt ba động từ năng nguyện chính trong nhóm biểu thị năng lực, khả năng. Đó chính là khuây, nấng và khởi. Khuây biểu thị năng lực có được do học tập rèn luyện. Tha khuây xua hành ủ. Của mận bú khuây tả chiếu. Còn nấng biểu thị năng lực bẩm sinh. Úy nấng yếu, nhỏ nấng phây. Cá biết bơi, chim biết bay. Đó là những năng lực không cần do học tập mà cũng có được. Ngoài ra, nấng còn biểu thị có hoặc không có điều kiện làm gì. Sứ ba xây tạo rến, nấng khai chưa. Người 18 tuổi có thể lái xe. Của tờ sầu thấm, phụ nấng khai chưa. Tay của tôi đau, không thể lái xe. Như vậy là có hoặc không có điều kiện làm gì. Còn khởi biểu thị được phép, không được phép làm gì. Sang khờ sứ chiên, bù khởi chu chủ. Ngoài ra giữa những động từ này, cái cách dùng còn rất là nhiều. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta hãy tạm chấp nhận với việc phân biệt những cái cách dùng cơ bản này, và hy vọng là chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn khi sử dụng. Phần ngữ pháp của bài hôm nay xin được tạm dừng ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần sau của bài 15. Của mình chi sử. Mà Tinh, trên Mỹ Quốc, đại học sinh đều có thể đ打工 mà? Có thể à, rất nhiều đại học sinh đều đ打工. Na, học sinh一般做什么工作？你可以在学校的餐厅、图书馆或者办公室帮忙，也可以到公司去打工，也可以当老师。放假的时候，你也要打工吗？我不想打工，我要去旅行。Các bạn thân mến, như vậy là trong một khoảng thời gian nhất định, tôi đã truyền tải tới các bạn một số những từ vựng và ngữ pháp trọng điểm của bài số 15. Ta sẽ sân khí tả cung mà. Hy vọng các bạn đã có một buổi học thật là thú vị. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato hoặc truy cập trang web tomatoonline.edu.vn để theo dõi tìm hiểu thêm những khóa học tiếng Trung bổ ích. Và sẽ hẹn gặp lại trong những buổi học lần sau. 我们再见. Ôi, lâu lắm được.